Cái bài đầu tiên mà chúng ta sẽ nghe qua là bài Mất Facebook của dòng Milo. Go. Let's Ôi, bài này chỉ có 1 phút 23 giây thôi. Số đẹp là 123. Ok. Anh Mega cảm thấy thế nào về cái đoạn, chắc gọi là đoạn demo thì đúng hơn, thì anh Mega cảm thấy như thế nào? Thì cái màu sắc của John Milo thì có vẻ là một trong những cái bạn trẻ mà mang lại sức ảnh hưởng cho các bạn trẻ bây giờ rất là nhiều về cái thứ âm nhạc này. Thì mình biết John Milo cũng rất là lâu rồi và thực sự luôn là đây là một chàng trai rất là tài năng. Thì nói chung thì mình cũng không gặp John Milo cũng một thời gian rất là lâu, nhưng mà sau đó thì có những cái màn comeback như vậy thì rất là tuyệt vời. Nhưng như đặc biệt là với sản phẩm này thì từ cái cách mà flow, kể cả là về cái độ bám beat đó nha, thật sự nó rất là nghe rất là catchy, và kể cả những cái cách mà bạn cái gieo vần và thậm chí là những bộ vần của bạn cái sử dụng đó, nó rất là đa dạng và phong phú. Nếu mà nhìn hình chung thì có vẻ như là mình đều cảm nhận được đây có vẻ như là một cái bản demo thì phải. Dạ đúng rồi. Nó cũng chưa hẳn là một cái bản gốc. Thì mình hy vọng là cái bản gốc nó sẽ, khi mà cái bản này có bản gốc thì hy vọng nó sẽ tuyệt vời hơn như vậy nữa. Thì em cũng xin đính chính lại luôn là em vừa tìm hiểu lại được thì bài Mất Facebook này là một bản full luôn, có từ khoảng 2-3 năm trước rồi. Thì em cũng mới biết ở đây thôi. Tại vì nó cũng hơi ngắn nên em cũng nghĩ nó là một bản demo. Nhưng mà John Milo thì, nói về John Milo thì ảnh là một nhân vật gọi là cũng nổi trong cộng đồng của mình cái khoảng thời gian gần đây rồi. Nhưng mà nó cái sự nổi tiếng của ảnh là nó xoay quanh những cái điểm tiêu cực về những cái vấn đề về tâm lý đồ này nọ. Nhưng mà chúng ta hay có những cái người đem John Milo ra làm trò cười, nhưng mà thú thật nếu mà nhìn nhận công tâm thì John Milo rap hay hơn rất là nhiều rapper đang cười ảnh. Đúng rồi đó, đó là một cái xác. Đó là một cái sự thật. Tại vì nói về riêng bài này thôi thì cái mà làm em ấn tượng nhất á là cái sự tự nhiên của nó. Tại vì như anh đã nói hồi nãy là vần của bài này nó rất là đa dạng, nhưng mà cái mà làm cái bộ vần của John Milo nó trở nên hay là do nó tới một cách rất là tự nhiên, không có bị ép bất kỳ câu nào hết. Đúng rồi, câu nào nó cũng chính tới xác. Rất khi là mình nghe thì mình cảm thấy giống như là thật sự luôn, nó giống y chang tình trạng của mình, thậm chí là bản thân mình luôn. Ví dụ như mình mất Facebook rồi, mình cảm thấy như thế nào, mình biết thằng nào nó làm cái gì đó của mình, rồi mình có nhiều khi mà mình rất là tức tối, mình bộc bạch, mình nhiều khi mình không thể thổ lộ ra được. Nhưng mà John Milo thì làm được cái điều đó và một cách rất là tự nhiên để mà lên trên một cái bài nhạc như vậy. Đúng rồi, tại vì có những cái sự kiện mà nó do nó xảy ra, những cái sự kiện nó gần gũi với mình quá nên là mình cũng chẳng biết giải thích hay là diễn tả nó trên âm nhạc như thế nào cho nó nghệ thuật. Đó, nhưng mà John Milo lại làm được cái chuyện đó. Đó là cái câu chuyện mà em tính chia sẻ, đó là cái sự trải nghiệm của mình đó. Khi mà mình trải nghiệm một cái sự kiện nào đó, hãy cố hết sức để trải nghiệm nó một cách trọn vẹn và ghi nhớ những cái cảm giác đó, thì nó sẽ làm ra những cái sản phẩm nó tự nhiên như thế này. Ví dụ như ở nước ngoài có một cái ví dụ là bài Kirby của A$AP Rock, không phải là A$AP Rock, không phải là A$AP Rocky nha, mà là A$AP Rock. Thì nói sơ về A$AP Rock thì mình chỉ có một câu thôi, đó là cái anh này ảnh là rapper có vốn từ vựng lớn nhất ở nước Mỹ. Đây là một nghiên cứu khoa học đã chỉ ra được điều đó luôn. Thì nhưng mà không khoan bàn về trình độ đi, cái bài Kirby của anh A$AP Rock á là ảnh chỉ đơn giản là rap về cái con mèo con của ảnh thôi. Nhưng mà ở dưới phần bình luận á, mình thấy rất là rõ ràng, đó là những người bình luận họ đều nói là cái bài rap nói về một con mèo thôi mà nó còn nhiều từ hơn cả những sự nghiệp của mấy ông rapper nào đó. Đó là nó không phải là, nó một phần đúng là một phần là tới từ cái trình độ, nhưng mà cái phần lớn kia nó là do cái sự trải nghiệm. Đó là A$AP Rock đã ngồi quan sát cái con mèo của mình, những cái thói quen của con mèo, và tạo cho cái câu chuyện của con mèo đó, nó trở thành một cái câu chuyện giống như một người bình thường vậy.
đó là gọi là cái trải nghiệm người rapper thì nó rất là quan trọng trong việc làm ra một sản phẩm nghệ thuật. Đó là cái kinh nghiệm mà em muốn chia sẻ với các bạn khán giả như những bạn rapper để có một cái tác phẩm tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo luôn ha. Anh okay. Mega Ace còn điều gì muốn nói không? Một điều muốn nói hả? Thì sẵn đây thì mình cũng nói với các bạn khán giả thì do là thấy mọi người cũng có nhiều khi là hay tương tác với lại Facebook của Quang Tèo aka Ion Milo nè, thì có nhiều cái hành động nó hơi phản cảm, ví dụ như là nhắc về chuyện quá khứ hay là châm chọc một cái vấn đề nào đó của bạn ấy trên mạng xã hội hoặc là một cái gì đó, thì mình cảm thấy cái việc đó thì nó hơi tế nhị một xíu. Với lại đây là cũng là một cái tài năng, thì khi mà bạn ấy trải qua một cái thời gian mà gặp những cái sự cố cuộc sống đó, thì bạn ấy đang thực sự đang vực dậy để mà làm lại, mang tới một cái âm nhạc thật là tốt tới cho tất cả mọi người nghe, thì mọi người hãy ủng hộ và động viên bạn ấy nhiều hơn xíu. Hip hop, tình hình hip hop là mình cùng nhau giúp đỡ, đứng lên và vượt qua những cái giai đoạn khó khăn chứ không phải là dìm nhau xuống như mọi người.